cảm ơn. Ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các đại biểu du lịch Đà Nẵng xin kính chào quý khách. Kính thưa quý khách, thời gian gần đây du khách đến biển Đà Nẵng ngày càng tăng, cùng với đó là sự đa dạng về nhu cầu tham quan, vui chơi, giải trí của người dân và du khách, đặc biệt là nhu cầu ăn uống. Qua quan sát, ban quản lý bán đảo Sơn Trà và các đại biểu du lịch Đà Nẵng đa số người dân và du khách khi tham gia ăn uống tại các bãi biển đã có ý thức chấp hành tốt theo quy định của ủy ban nhân dân thành phố. Tuy nhiên, chủ nhân vẫn còn một bộ phận khách